sáng nay, nước sông Mã, Thanh Hóa đang lên nhanh. Người dân các vùng ven sông đang khẩn trương di chuyển đồ đạc, sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Ghi nhận tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, sáng ngày 23 tháng 9, nước đã ngập vào nhiều xóm, làng. Nhiều nhà bị ngập sâu hơn 1 mét. Người dân ở làng Vồn, xóm Thanh Giang, làng Trành, hối hả đưa đồ đạc lên đường đê. Chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan đã có mặt giúp người dân chạy lũ. Cầu phao Vồn bắc qua sông Mã, nối từ xã Thiệu Khánh sang Thiệu Hợp bị ngập. Cơ quan chức năng đã cắt cầu để đảm bảo an toàn. Sáng nay, trước tình hình mưa lũ, sạt lở diễn ra trên diện rộng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Lát cho học sinh nghỉ học. Hơn 200 em học sinh ở tại ký túc xá trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Lý được sơ tán đến nơi an toàn do quả đồi phía sau ký túc xá sạt xuống. Quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát bị sạt lở nhiều điểm qua địa bàn các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Bù Nhi, khiến tuyến giao thông huyết mạch lên huyện miền núi biên giới này bị chia cắt. Tại bản Na Tao, xã Bù Nhi, sạt lở quốc lộ 15C đã kéo theo một nhà dân bị đổ sập. Rất may không ảnh hưởng về người. Thống kê sơ bộ, đến sáng ngày 23 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã sơ tán hơn 1.000 hộ dân do mưa lũ, sạt lở, trong đó huyện Mường Lát 443 hộ, Quan Sơn 116 hộ, Quan Hóa 71 hộ, Ngọc Lặc 53 hộ, Bá Thước 14 hộ. Hiện đã có 113 nhà dân bị thiệt hại, hư hỏng do sạt lở, tập trung tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, 7 điểm trường bị ảnh hưởng do sạt lở.